chứ bố không muốn là mình bung tiền ra lãnh lương hàng tháng nuôi rất là nhiều người trong nhà. Nhưng bố ngày xưa cũng có chiếc xe như vậy, như màu trắng, bố thích màu trắng lắm. Thì lúc đó cô giỏi về cầu lông nè, cô giỏi về âm nhạc nè, cô đam mê võ thuật, thế là cô lén bố đi học được hết mấy điều đó, bố cấm hết ha. Nhưng mà khi đi thi ca sĩ á, thì lúc đó nếu cô đi thi là cô được rồi đó, thành công luôn. Nhưng mà cũng không may mắn là lúc đó cô còn nhỏ, cô đẹp lắm, rất là dễ thương, đẹp lắm, đẹp đẹp tuyệt vời. Thế là bố không cho đi thi ca sĩ. Thì có một ông thầy dạy học, ông thầy lớn hơn cô khoảng 20 tuổi á, thầy thấy cô đẹp, lúc đó cô có mười mấy tuổi thôi, còn nhỏ mà, nhưng mà đẹp. Thế nên thầy nói là hướng dẫn cho đi thi ca sĩ. Cô tưởng thiệt. Thế là thầy dẫn đi, thầy chở một chiếc xe cúp ngày xưa, con xe cúp. Dọc đường thầy thắng xe lại, thầy đậu lại, thầy nói cho thầy nói chút chuyện. Thầy nói là thầy rất thương cô, rất thương em Thanh Thúy. Thầy sẽ chờ năm em Thanh Thúy 18 tuổi thầy cưới. Để làm vợ chồng. Cái lúc đó con biết cái thời cô Thanh Thúy là cái thời người ta cấm thầy giáo cô giáo mà yêu thương nhau, con hiểu không? Không cho tiến tới vợ chồng đâu, cấm. Thế là cô giật mình. Cái thầy mới nói nếu em đồng ý thì tôi sẽ chở em đi tiếp tục đi thi, chắc chắn là em sẽ đạt ca sĩ được. Cô Thanh Thúy nói thôi được rồi, thầy đậu xe lại em xuống luôn. Cô xuống xe luôn mà cô nhớ lúc đó cô đi bộ về. Nếu thầy nói vậy thì em không đi thi ca sĩ đâu, tại vì thầy đừng có đối xử với học sinh như vậy nha, tại vì em còn nhỏ tuổi mà chưa tới tuổi trưởng thành. Vì thế thôi không đi thi. Thế là cô quay về cô chỉ lo học thôi nha, giờ lo đi thi cầu lông đại diện cho tỉnh. Lúc đó cô không đủ tuổi đi thi đâu, nhưng mà ở tỉnh ta làm giấy tờ cho mình được hợp lệ đi thi đại diện cho tỉnh, thi tỉnh khác luôn đó con, cô giỏi mà. Cái thế là không dám nói cho bố nghe cái chuyện này. Rồi có một lần bố lo cho đi học, học thêm, có cái thầy đó dạy thì thầy đó lại thương mình nữa. Thương nữa cái thầy ôm cô hung tới tấp. Cái cô đứng bật dậy, lúc đó cô có học võ thuật. Cô mới nói nếu mà thầy làm vậy hoài thì em sẽ nói thầy võ sư của em đến mà đánh thầy. Ở lúc đó cô cũng phải trả lời vậy đó. Còn không thôi em sẽ tự vệ. Thế là cô dùng dãy cô bung ra chạy ra được. Cái đó về cô khóc cái trời, cái cô mới nghĩ rằng mình bị hư đó, tại vì người ta ôm mình rồi, người ta hung rồi, mình nghĩ mình bị hư thôi. Cái đó chắc có lẽ là cô bị căng thẳng gì đó con, cái sợ hãi đó. Cái thế là cô về cô khóc riết, cái bố thấy không ăn cơm mà khóc vài cái, bố hỏi riết cô mới kể thiệt. Kể thiệt thì bố mới nói thầy đã ở đâu, nhà ở đâu, cô mới chỉ. Mà không dám dẫn lại chỉ đâu, chỉ nói ở đâu á. Thế là bố mới can thiệp vào vấn đề mà thầy giáo đối xử học sinh còn nhỏ tuổi vậy đó. Thế là thầy đã bị đổi đi chỗ khác luôn con. Thế là để cho con của bố yên để đi học, nhưng sau cùng bố qua đời sớm, con hiểu ha. Rồi từ đó gia đình khổ thì bố là người chính trực mà mình đâu có dư tiền đâu ha, thì thế là gia đình khổ. Thì sau thì cô Thanh Thúy rất thích bên ngành y, nói như là mình học mình đi thì mình thấy ô cứu được những trẻ khuyết tật, rồi cứu những cái ca như là những ca của người lớn đó con, mà bệnh viện người ta có thể từ chối đó, làm được không cho uống thuốc. Thế là đam mê cầu lông, là đam mê về võ thuật, rồi thực hiện được hết, rồi âm nhạc, rồi bên ngành y. Thế là cô quyết định không lập gia đình, tại vì cô thấy rằng cái trong tình cảm chắc có lẽ là cũng trời khiến sao cho cô gặp mấy ông thầy có những cái sàm sỡ vậy đó, ôm hôn rồi nói yêu đương. Cô thấy không, trong cái tình cảm mình chỉ có một cái phút chốc đó đây, ví dụ có đam mê hay là có cao điểm thì nó cũng một lúc đó thôi nha, rồi thì nó cũng dập tắt nha, dập tắt xong rồi lại tiếp tục là dập tắt cái thứ vậy đó con, hiểu không? Rồi mình được những cái gì, trong khi những cái mà mình đang giỏi này nó cho mình những cái hạnh phúc rất là bền bỉ, rất là cao luôn á. Cô đưa một cái so sánh là tốt nhất ngày xưa mình đã bị những ông thầy như vậy, hơn là chưa có bị hiếp dâm thôi. Thì bây giờ mình sống, mình nên xả thân cho những gì mình là một nhân tài nha. Còn vấn đề tình cảm nó không là cái gì hết, chỉ một cái phút chốc nữa thôi. Nhưng có khi sống nhau thành vợ chồng rồi, có khi nếu mà được người thương mình trọn vẹn đó, thì người đó sẽ lo cho mình từ đầu đến cuối, hay là mình cũng làm ra tiền được, cùng nhau hùn nhau sống con, nhớ không, rồi nuôi con, giáo dục con cái, thì điều đó là rất là may mắn.
con nếu không thấy rằng trong cái tình cảm nó rất là tầm thường, rất là tầm thường con à, nó tầm thường lắm. Nhưng mà đang nói chuyện với con thì cô thấy rằng cuộc đời con sau này con sẽ được có một người, tại cô cũng hay nói chuyện một người cô biết trước được một phần nào đó. Sau này sẽ có một người lo lắng cho con, lo lắng như là rất là tôn trọng con, rất là quý trọng con luôn á. Thế nhưng là ta cho con là một cái gì mà họ không thể nào để cho con phải có một cái nỗi ưu phiền, con hiểu không? Người ta sẽ cho con một cái nguồn du hạnh phúc rất là tuyệt vời với con. Nhưng sức khỏe con đang yếu đó nha, sức khỏe con đang yếu, con phải giữ gìn sức khỏe. Thì chắc con người đạo Phật không? Mình niệm Phật. Nhưng mà ví dụ thấy ai nghèo, mình có nhiều tiền mình giúp cho người nghèo, nhưng mà đi đến chùa để mình cúng dường thôi đi, cái phần đó để cho người khác, có khi người khác thay nhiều tiền hơn mình, ta làm sao ta làm, con hiểu không? Với con thì con gặp được người nghèo, con ăn uống người ta bằng lời nói cũng được con. Nhưng mà sau này cái phước của con có cao lắm. Rất tiếc rằng con nằm viện là do, phải nãy con nói là dính vô tình cảm phải không? Rất tiếc để tình cảm mà làm mình phải buồn đến nỗi vô bệnh viện đó là uổng lắm. Tất cả con người nào trên thế gian này họ đều là nhân tài hết con. Con cũng là một nhân tài, cô bé kia cũng là nhân tài, cậu đây cũng là nhân tài nha. Không cho phép chúng ta phải buồn cái chuyện gì quá bình thường đó để nói chúng ta bị tổn thương sức khỏe con này. Tại vì bạn có như thế nào thì tôi cũng là một nhân tài, bạn cũng là nhân tài nha. Nhưng mà không được thôi, không thích hợp nhau thì thôi, nghỉ. Nghỉ mạnh mẽ luôn. Cô Tinh Tí có cái tấm vậy đó, nghỉ mạnh mẽ. Ngày xưa học cái phổ thông trung học cũng có một cậu trưởng trong lớp rất là thương, cậu học giỏi nhất lớp. Như sau này cậu đó cũng là bác sĩ. Nhưng mà cô Tinh Tí dứt khoát rằng tôi không thích những cái chuyện tình cảm này, tôi thích làm những điều mà xã hội đang cần tôi. Thấy không? Nên thành ra bây giờ cô với em gái vẫn còn ở độc thân là lý do. Tôi sẽ làm những điều như em gái giờ, ví dụ chẳng hạn như cô chuẩn bị đi bóng nguyệt cho trẻ khuyết tật đi. Em gái sẽ lo nấu cơm cho cô, rồi về cô mệt quá, cô đuối sức rồi, đi bộ mà. Thì em gái sẽ giặt đồ cho cô, thì đó là điều rất là cảm ơn con nha. Cùng phụ nhau làm những điều mà tôi thấy rằng có lợi ích rất nhiều. Còn chuyện tình cảm, nó mệt mỏi lắm con ơi. Dướng vô rồi người ta sẽ, bạn không được thế này, bạn không được thế kia. Không được này cái kia, mà khi tôi muốn làm cái điều đó tốt cho xã hội coi không? Cái không được có đâu, mình khựng lại liền ra mé luôn dứt khoát luôn. Cái như là không được thì thôi, tôi không thích hợp với bản điều này nha, thì nghỉ. Đừng buồn sau này con con được tốt rất nhiều. Tiền hát thì vừa đến hàng với ta, nhưng mà đó giờ cô không hát chung với con, thì thế cô cũng rất rất sợ làm ảnh hưởng chất giọng của người. Không, con thích vậy hả? Không, con hát đi cho cô Tinh Túy nghe. Thôi. Nhưng mà ngày hôm nay cô Tinh Túy nhấn mạnh là gặp các con, cô Tinh Túy thấy mình được an ủi với con. An ủi lắm, an ủi là dường như tôi đã bị bỏ quên rồi, hiểu không? Tại vì cái cậu nãy dẫn các con đến đây cũng là thân nhân trẻ không nói được, mà cô Tinh Thí bấm nguyệt nói được đó con. Tất nhiên là họ là dưỡng rễ của trẻ đó đó. Lần đó cô bấm nguyệt từ thiện luôn á, cô bấm nguyệt trong ngoài chợ đó. Cô thuộc bài gì? Cô với con không ra một bài. Cô Tinh Thí không hát cho ai được. Phải cái gì hả? Phải có cây đàn guitar. Lấy điện thoại bắt nhạc. Thôi con. Thôi rồi thôi. Nói chuyện với cô. Nói chuyện với cô đi. Cô thích
nói chuyện với các con. Rồi... xin còn gọi tên nhau hả con ha. Trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì cho trong cơn ngủ mê rồi phải trên hàng chân khi mình về thành mây bay đi. Quá rồi để là ngày sau khi ta cần nhau, còn nỗi chung niềm vui ngày đâu cho mình nhớ kêu thăm tên nhau. Chắc con nghe mặn này cô cũng thấy, con cũng thấy thấm ha con. Cô sẽ hát cho các con nghe bản Người đi qua đời tôi. Nhưng mà
Ví dụ cái lời nào cô quên thì không sao đâu ha. Trong